Anh ở chỗ nào Hà Nội? Hiện tại thì mình đang thuê ở trọ ở chỗ khu Hoa kìa. À, ok. Thế là anh hiện tại là đang làm công việc gì ạ? Mình đang văn phòng, mình làm văn phòng công nghệ thông tin thôi. À, IT đấy ạ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Vâng. Thế vâng, thế thì anh muốn em tư vấn gì thì anh cứ trao đổi đi. Thì như mình có nhắn với bạn trong tin nhắn này, Vâng. hiện tại đang khá là đau đầu về việc là thực sự thì Ok. hoặc là đơn giản nhất là hiện tại bây giờ đi vào có nên bán bất động sản hay hiện tại không, Ừ. thì là hiện tại thì giá nó đang được khoảng, và lại có một người người ta cũng khá là quan tâm đấy, Ừ. thế ra là trả 37, Ừ. nhưng mà mình nói thôi nên thì họ không chịu. Ừ. Thì với 37 thì hiện tại, tại vì ngày trước nó lúc mình tiêu thì mình cảm giác là hồi đấy nhà mình mua nó cũng giá nó cũng không hẳn là quá là tốt ấy, hồi đấy mình mua giá 31 ấy. Nên lại xáo giá rồi là đầu tiên là cứ phải chúc mừng anh đã. Nhưng không phải ai cũng được như thế đâu nhá. Em nói thật mà, nhiều người đầu tư bất động sản 10 năm nó không tăng giá là chuyện bình thường. Mình như thế là mình được 20% rồi. Anh mua lâu chưa? Mình mua tầm tháng 11 năm trước, nếu mà tính ra cái tầm là ra nó khoảng tầm tháng 11 năm trước. Tháng 11 năm trước đến nay là được khoảng 8 tháng nhỉ. 8 tháng 20% là ngon quá rồi, là chúc mừng anh đã. Trước tiên là chúc mừng anh đã. Thế nhưng mà cho em hỏi một chút là cái lô đất đấy ấy, thì nó ở như vừa nãy anh nhắn cho em là nó ở Đan Phượng đúng không? Thì em Đúng muốn rồi hỏi một đó. chút là nếu như trong trường hợp xấu nhất thì anh có chuyển về cái lô đất đấy anh xây nhà lên anh ở được không? Cái đấy thì vợ mình cũng không khoái lắm, thì nó cách trung tâm cũng khoảng tầm 18 cây ấy, cách Ừ. mình đi đến khoảng 18 cây thì Ừ. cũng 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 hơi Đi làm xa đúng không? cũng hơi xa. Vấn đề mình kiểu dân văn phòng nó hay cần thế, nó phải là đăng ký ấy, thì đây trong bên chúng ta có chuyện là có chung cư bạn, Em hiểu, mà em là hiểu. đấy chung cư nó tăng á, thì thành ra là vợ mình sợ đó bạn. Nếu như mình chần chừ không bán thì mà trong khi đó đất thì hiện tại thì nó cũng không thể nào mà tăng nhanh được như thế với tình hình hiện trạng của chung cư hiện tại, Em nên hiện hiểu. tại đang khá là lo lắng về về vấn đề đó, và đang rất là muốn bán cả cái đất đi đi để mua chung cư, để chứ tại vì hiện tại ngày xưa mình có đầu tư mà hiện tại mình chưa có tài sản riêng kiểu nhà ở gì đấy, tài sản đầu tiên ấy. Nếu là giả sử như mà mình mà có một cái chung cư trước rồi thì mình khá là thoải mái trong vấn đề để lâu ấy, nhưng mà hiện tại thì bây giờ thì cũng chưa có chung cư hay là một cái nhà để ổn định nhất, thành ra là Thế bây giờ bọn mình bị khó khăn trong vấn đề quyết định như vậy. anh đang đi cái lô đất kia là anh có phải vay không hay là tiền toàn tiền thịt thôi đúng không? Mình vay thì gần như là tiền thịt của mình thôi, nhưng mà toàn là với các ngân hàng thì không nhiều. Ngân hàng thì năm trước của bên ngân hàng khoảng 500 triệu thôi, và đến thằng ít mình đáo hạn đấy. Em thì em rất hiểu cái cảm giác của anh, bởi vì là kể cả bây giờ anh đi mua chung cư nhá, anh cũng sẽ rất khó mua đúng không? Và giờ mình đi Đúng mua rồi. chung cư là mình sẽ trở nên rất là cân nhắc, bởi vì sao? Bởi vì cái giá chung cư nó rất là cao. Em cũng đang tìm hiểu về cái chung cư đấy, thì bây giờ cái thằng VinSmart nhé, anh có biết giờ giá nó bao nhiêu không? 65 Mình có triệu biết một mét. nó đang khoảng 60, khoảng hơn 60 đấy. 60 63 triệu với cái tòa S đấy. Nó tăng Đúng rồi, khủng khiếp. đúng rồi, tòa thấp nhất đấy. Tòa thấp nhất đấy, tức nó tăng rất khủng khiếp như vậy. Nên là bây giờ mua chung cư cũng khó chứ đừng nói là, bởi vì giá ở Hà Nội nó sẽ đang bị đẩy lên quá cao. Đấy, còn Nhưng mà bọn mình đang muốn chấp nhận giá đấy luôn đấy. thực ra cái việc em chia sẻ với em thế này là cái chung cư ấy, đầu tiên là mình tách bạch cái câu chuyện ra trước, là bây giờ cái dễ nhất là cái chung cư nó có tăng hay không. Tức là cái mà anh đang 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 suy nghĩ trong đầu là không biết là mua xong giá này thì liệu nó có tăng nữa không đúng không? Thì Không, em mình nghĩ là nó vẫn đang đúng tăng rồi. hay hơn, À. nhưng mà mình đang kỳ vọng là trong trường hợp này nó đang xiết cái vụ một tháng càng sẽ bắt đầu bán rẻ, thì mình kỳ vọng là cái đất của mình sẽ tăng, có thể là tăng tốt hơn đấy, tăng hơn đơn nữa thì liệu có được không. Cái chỗ đấy là ở Đan Phượng, nó có gần Vin Đan Phượng không anh? Không, nó gần, nó cũng nó là khu thị trấn phổ, nghĩa là cách thị trấn phổ khoảng cây hai cây gì đấy, nghĩa là sau khi chúng ta bị trấn đấy, đó là một cái thôn của một xã thôi, xã cạnh thị trấn thôi, tức là từ cái chỗ vị trí đấy ra thị trấn cách tầm khoảng 2 cây thị trấn Em phổ. thì em nghĩ là
mình nên chọn một cái bất động sản nào đấy nhá. Với mình ví dụ anh là 96, anh hơn em 1 tuổi, tức là bây giờ thì cũng chưa đến 30 tuổi, nhưng mà em thì em nghĩ là với anh thì mình nên chọn một cái bất động sản. Nếu em là anh thì em sẽ chọn cái bất động sản thứ nhất này, nó có 3 cái tiêu chí. Thứ nhất là mình ở được này, cái thứ hai là mình cho thuê được, và cái thứ ba là mình thanh khoản được. Đấy. Mình sẽ nên chọn cái bất động sản đấy là một bất động sản vàng. Thì nếu mà như vậy thì em sẽ thiên về cái thằng chung cư hơn. Bởi vì thế nên tại sao em mới hỏi anh là cái lô đất đấy trong trường hợp xấu nhất thì anh có về anh ở được hay không? Anh hiểu ý em không? Có, nói chung là hiện tại thì mình sẽ không nhu cầu à. Thế nên là mình, nếu như mà mình, nếu như cái em tin chắc nha, cái lô đất nền đấy anh giữ càng lâu thì nó sẽ tăng giá càng tốt. Nhưng vấn đề câu chuyện là anh có giữ được càng lâu hay không? Đúng, Câu chuyện là như mình vậy. hiểu vấn đề đấy. Còn nếu như cái chung cư ấy thì em nghĩ là anh có thể để được rất lâu. Ví dụ như anh có thể là anh ở 5 năm thoải mái đúng không? 5 năm, 6 năm, ví dụ vậy. Đấy thì nó thoải mái hơn rất là, thì mình để được thoải mái. Còn vấn đề là cái lô đất đấy liệu anh có để được hay không? Thì nếu là em, nó quan điểm cá nhân thôi, thì em sẽ, bởi vì tăng được 20% như vậy là cũng có lộc rồi. Thì mình sẽ, em nếu là em thôi thì em sẽ bán đi và em sẽ mua một căn chung cư. Thì đấy đấy là em, để mình thứ nhất là trước cái mình nhìn thấy ngay là nó sẽ lãi ngay. Cái là gì? Thứ nhất là mình đã không phải tiền đi thuê nhà rồi. Cái thứ hai nữa là cái chung cư bây giờ thì em nghĩ là nó sẽ vẫn còn tiếp tục tăng hơn được nữa, và quan trọng là mình có thể để lâu dài được. Đấy. Còn cái lô đất của anh thì em đang cảm nhận là mình cũng không giữ được lâu dài hơn. Thực ra thì nếu mà giữ thì tôi vẫn có thể giữ được, nhưng mà trong trường hiện tại có vẻ bọn mình đang chán cái cảnh mình thuê ấy, tôi không thích ở thuê. Mình thì vẫn muốn giữ đấy, bởi vì mình nghĩ thì trước sau gì thì kiểu những cái vùng ven thì cũng định cũng sẽ phải phát triển. Còn chứ bây giờ chung cư tăng nghe thì bảo là nếu mà nhìn lại hẳn 3 năm hay 5 năm thì bảo là chung cư thì cũng sẽ tăng như thế mà tăng ít đôi nữa, thì mình nghĩ là Không được, khó, nó sẽ khó hơn. nó không thể được. Đúng Nhưng rồi. mà nếu mà nhìn về cái mảnh kinh của mình thì nó cứ tăng đều từ 1 năm, thì mình nghĩ là chỉ với tình hình phát triển của cái này chung cư, tại sao mình không chọn Nam Phượng, mình thấy nó đang Nam Phượng kể ra đường xá thì nó làm nó cũng đầu tư đi cũ hết đấy, nhưng mà chắc là nó chưa 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 được đầu tư quá là nhiều thôi, thế Tức là là mình mới như chọn cái Nam lô Phượng. của anh nhá, em nghĩ là như này, hoặc là nếu như đấy là cái phương án an toàn. Còn nếu như mà anh chị thực sự mà anh chị vẫn giữ được ấy, thì em nghĩ là nên đợi thằng Vin nó làm rồi mình hãng bán. Nếu như mình thực sự mình đợi được thì mình nên đợi thằng Vin nó làm rồi mình hãng bán. Thằng Vin An Phượng nghe. Viên Lan Thượng đúng không? Mình thế là Viên Lan Thượng cứ bảo là cuối năm nó mở bán ra Đúng rồi, dự kiến nếu như thực sự cái đấy thì mình cũng chưa biết được. Thậm chí nó có thể lâu hơn 1 năm nữa, 2 năm nữa thì mình chưa biết được. Nhưng cái quan trọng, thế nên em mới hỏi anh là anh có giữ được lâu hay không. Còn nếu như thực sự anh tin là mình giữ được lâu, dù có thể là có một cái ví dụ như một cái giai biến cố gì đấy nó xảy ra, mình không không nói trước đâu nhá, có một cái biến cố gì đấy nó xảy ra mà mình vẫn quyết tâm mình vẫn có thể giữ được, thì em nghĩ là nên giữ cái lô đất đấy lại. Còn nếu như mình muốn chọn phương án an toàn thì mình sẽ chọn chung cư. Còn thực sự là anh chị mong muốn là có cái lãi vốn ấy nó cao ấy, bởi vì nếu anh mua chung cư nhá là anh sẽ có dòng tiền ngay đấy. Bởi vì độc cái việc anh không phải đi thuê nhà thôi là mình đã có dôi tiền ra hàng tháng rồi đúng không? Đấy, thế thì em nghĩ là không, mình nghĩ là cũng bằng nhau từ điện, là mình thuê nó cũng rẻ rồi, thì mình ở với chi phí dịch vụ chung cư thì nhưng mình nghĩ mà là vấn bằng nhau đề là vợ anh là đang muốn ở nó thoải mái hơn đúng không? đúng rồi. Đang muốn ở Nhưng thoải mái hơn thì lại phải thuê cái căn nó. Đấy, thế thì em nghĩ là mà nếu bây giờ mà mình chuyển ra nước ngoài mà thuê căn hộ thì chúng ta chi phí nó sẽ đổ lên nhiều hơn. đúng rồi. Thế thì chốt lại là em nghĩ là nếu như thực sự anh để lâu được thì không nên bán cái lô ấy đi. Nên giữ lại đến khi nào mà thằng Vin nó làm, nó triển khai ấy, thì mình bán nó sẽ được giá hơn. Còn nếu mà anh cố gắng bảo với chị làm nào mà hạn kiềm 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 chế được cái sướng một tí, kiềm chế cái sướng xuống một tí, cố gắng vất vả một tí, sau này có để mình có nhiều tiền hơn thì là ở cái căn nó chật một tí, nhưng mà cố gắng giữ được cái lô đấy thì em nghĩ cũng là hay.
đợi thằng Vin nó triển khai anh ạ. Ok, cảm ơn nhé. Vâng, còn nếu là, bởi vì tại sao lúc đầu em lại khuyên anh như vậy, bởi vì bản thân em cũng đang đang làm như thế đấy, tức là em cũng đang đi thuê nhá. Em thuê ở Vinhomes Trần Duy Hưng đấy, và em cũng cũng đã bán bớt đất đi để em mua chung cư, bởi vì đấy, thứ nhất là em mua một căn chung cư là độc cái tiền em trả đang đi thuê là em trả là một tháng là 15 triệu thì nó bằng cái tiền em đi vay ngân hàng, mà mình lại có cái nhà nó lại còn tăng giá theo thời gian nữa. Thế nên là em sẽ chọn cái phương án đấy thì nó sẽ an toàn hơn. Còn nếu như anh chị mà chấp nhận một cái độ rủi ro nó cao hơn, bởi vì mình cũng không biết được thằng Vin bao giờ nó làm đâu nhá, phải chấp nhận như thế đấy. Thằng Vin không biết bao giờ nó làm đâu, có thể nó thì nó bảo cuối năm, nhưng một năm nữa, hai năm nữa mình cũng chưa biết được đấy. Và khi thằng Vin nó làm thì thực sự cái bất động sản của anh nó mới tăng giá mạnh được. Nên vấn đề là khi mà anh em mình còn trẻ như này ấy, thì em nghĩ là mình liều một tí cũng được, mình liều thì mình vẫn còn cơ hội làm lại. Còn còn ví dụ mình lớn tuổi hơn cơ thì mình chọn sẽ chọn phương án an toàn anh ạ. Nếu chấp nhận thôi, chứ còn nó chả có cái phương án nào nào hoàn hảo hết. Nếu như mà anh tách bạch được cái câu chuyện là mua để ở cho nó sướng, còn tăng ít tăng nhiều, miễn là tăng một ít là được, thì ok, múc chung cư luôn. Còn nếu như mình vẫn muốn là nó có cái lợi nhuận đầu tư sau này các thứ thì nên giữ cái lô đất kia. Ok. Nên là phải tách bạch rõ ràng câu chuyện ra, cái nhu cầu của mình là gì, là để ở hay là mình muốn là đầu tư để có lợi nhuận. Phải tách bạch rõ ràng câu chuyện đấy ra. Còn nếu anh mua để ở, để cho nó, để ở mình có cái ổn định cuộc sống, an cư làm nghiệp, ví dụ thế, thì mua, thì mua chung cư là chuẩn rồi. Nhưng nếu như mình muốn là vì tiền sau này mình cũng muốn có cái lợi nhuận đầu tư các thứ thì phải giữ lô đất kia. Chung cư em nghĩ nó không thể tăng nhiều được nữa đâu. Và chị vợ của anh phải trao đổi rõ với chị, không cẩn thận là chị sẽ bị rơi vào một cái hiệu ứng là FOMO đấy. Nó tăng khủng khiếp như vậy, nó sẽ bị rơi FOMO đấy, rơi vào hiệu ứng ấy. Chính bản thân em cũng đã bị rồi, và khi mà em tìm hiểu, lúc mới đầu em tìm hiểu là em cũng bị FOMO, là ào ào lên là thấy nó tăng như vậy là mình cũng rất là sốt ruột trong cái việc mua. Nhưng mà khi mình bình tĩnh lại thì mình thấy là thực sự cái mức giá này phải rất là cân nhắc anh ạ. Ok,